Rồi giá chốt ở đây là 800 triệu một sào, rồi không thương lượng nữa. Chỉ có nước là chưa có nước máy thôi quý vị các bạn. Còn nước giếng xài thoải mái nha. À, đây có cây đu đủ đực ha. Đây đu đủ đực có bông. Ta làm luôn cái bồn nước ở trên nè. Đó, có cái bồn nước ha, có căn nhà cấp 4. Xung quanh thì khỏi lo buồn ha, tiếng vịt nó kêu cả ngày mình nghe luôn. Thấy không? Đó. Ta làm cái giếng đó. Nên xài nước giếng các vị các bạn ha. Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì kênh Vùng Đất Rồng đang ở địa phận của xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quý vị các bạn. Đây nó nằm trong một cái khu, cái khu này người ta đang nuôi vịt rất là nhiều ha. Toàn là vịt đẻ trứng nè, xung quanh nè. Rất là nhiều cái trang trại vịt. Ở đây là cái lối đường đi chính đi vô. Thì bên phải của kênh Vùng Đất Rồng đang có một cái miếng đất. Hiện trạng trên miếng đất là đang có cái nhà tạm, quý vị các bạn nhìn thấy đó. Đang kêu bán. Thì cái mặt tiền này là cái mặt tiền của cái đường này, là cái mặt tiền của miếng đất chính nè. À, nó từ đâu ha Hơn ha? Từ trụ này ha. Đây, từ cái trụ này quý vị các bạn. Kéo dài xuống cái trụ dưới đó, qua cái xe đang đậu tí xíu ha. À, thì mặt tiền này bề dài nó, chiều ngang mặt tiền nó là nhiêu? 40 và sâu vô. Sâu vô nó hơi bị sâu lần nãy có 7 sào. Tính ra nó cũng gần hơn 100 m, nó gần hơn 150 m. Khoảng 150 m chiều sâu. Là đất nó hình chữ nhật không? Hình như là nó cũng vuông nhất hình chữ nhật mà đúng không? Đúng rồi. Phía sau là mặt tiền đường lớn. À. Thì phía sau là đường lớn, nó mặt tiền nó đường lớn hơn. Nó quy hoạch cái con đường lớn hơn thôi đúng không? Đúng. Nhưng mà hiện trạng thì nó vẫn chưa có đường. Hiện tại là con đường nhỏ. Con đường nhỏ hả? À, có nghĩa là mình giáp bên kia một cái mặt đường nữa hả? Đúng rồi, phía sau trên vẫn là mặt tiền. Vậy sao hồi nãy mình không đi đường kia vô? Đường kia hiện tại giờ cây ít người đi á, cây à. Nó rất là khó đi. Cây mọc nhiều hả? À, tại vì hiện tại đường quy hoạch nên không ai làm, không ai mở lối, là tại vì đường trước sau người ta cũng hay mở. À. Đang làm tới đó, đang ủi tới đó. Đang ủi tới hả? Đây là cái trụ ranh đất nữa vậy các bạn. Đây trụ ranh đất ha. Ở đây thì chỗ thẳng xuống dưới là con đường luôn hả? À. Mét nữa. Bên đây là miếng đất của người ta đang nuôi vịt. Phía sau lô đất này là cái hồ. Hồ thiền. À, như là hết cái lô đất này chút nữa kênh Vùng Đất Rồng sẽ bay live cam lên quý vị các bạn. Thì hết cái lô đất này là bên kia cái lô đất này là giáp với một cái hồ. Thì cái hồ này là quy hoạch du lịch đúng không? Đúng rồi, nó là hiện tại là quy hoạch cái khu du lịch sinh thái của huyện. Huyện Long Điền. À. Chút nữa sẽ bay live cam cho quý vị các bạn dễ hình dung nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi dạo dạo trong đất để coi cái hiện trạng đất. Bên kia cái cây, cái vườn cây này ranh đất của ông ta. À, ranh đất của. À. Còn cái ranh đất bên này của mình là giáp với cái trại vịt bên này quý vị các bạn. 70 m chiều dài hả? Chiều ngang hả? 40 m hả? 40 m. Là toàn bộ cái này là đất nông nghiệp luôn hay là có thổ gì ở đây chưa? Chưa thổ cư. Đất nông nghiệp hết hay trồng cây lâu năm? Đất cây lâu năm. Đất cây lâu năm quý vị các bạn. Người ta đang làm vườn. Ồ, có mấy con chó cưng quá. Dữ ghê. Phù hợp ha. Đây trồng trời trồng đủ trái nữa quý vị các bạn. Chuối cũng rất là tốt. Quá chừng trái luôn, đủ để cho gà ăn luôn nè. Xẻ ra cho gà ăn luôn nè. Đủ này sạch luôn á hả? Đúng rồi. Hữu cơ luôn, không có thuốc men gì nè. Đúng rồi, này hữu cơ mà để dành cho gà ăn nè. Thấy không? Thấy ta chẻ ra làm hai cho gà ăn. À, chút xíu nữa mình có đủ ăn rồi, đem về đó. Đây trồng rau lan nữa quý vị các bạn.
Anh coi đất hả? Dạ. Này mình có bỏ phân gì không anh, mà tốt quá à. Đâu bỏ đất tự nhiên của nó hả? Mà tốt ghê ha. À. Này là mình đang trồng cà hả? Rủ luôn hả? Che nắng. À. Rủ trái ngon ghê. Mà sao không thấy mình hái bán mà cho gà ăn? À. Ổng lượm cái đều cũng cho gà ăn. Ở à, bên kia rành bên kia hả? À phía sau con đường lớn, gạch đường lớn mình, con đường hầm đi vô á. À. Mấy con đường lớn mình người ta đang làm á, anh thấy đang đổ đá không? Ừ. Anh đi vô nó cắt sau con đường mình. Giáp mấy đất của mình luôn hả? Ờ, tại hiện tại là nó con đường. À. Con đường mà hồi đó con đường này hồi lúc trước là con đường chính, bây giờ người ta cũng mở con đường mới dưới kia rồi ta đi. Ta đi thông rồi, những đường này ít người đi mà cây cỏ nó mọc. Nó mọc ra. Nên bây giờ ta không làm nữa, tại vì con đường ta đang ủi quy hoạch ủi tới luôn rồi, nên ta không có làm để làm gì nữa. Ừ. Ta chờ nhà nước làm thông qua luôn. Đất này trồng mì, à, trước đây trồng mì ha. Bây giờ ta kêu bán người ta không có trồng gì hết, không trồng trồng gì hết. Bây giờ ta muốn ta làm cái đó, làm cho có cho thôi, chứ người ta đang kêu bán, người ta không muốn trồng trồng cái gì nữa. Ừ. Những người sao có nhu cầu nó mua, nhu cầu nó làm gì ta làm. Ừ. Đất này trồng trọt thì trồng luôn, bãi cháy bụi. Đất cát thịt. À, đất này tốt lắm. Đúng rồi, nó phù hợp cho mì. Thích hợp cho trồng mì. Trước á là vườn trồng cây gì nó cũng tốt hết trơn. Ừ. Đây bên đây nó trồng tràm tốt quá trời nè. Đây nè, cái hàng tràm nè. Ha. Bạc ngàn tràm luôn. Trồng tràm lấy bán gỗ nè. Tràm này chắc cũng được năm mấy rồi ha. To rồi nè. Giáp chứ cái mí bên này là cuối đất mình hả? Là hồi nãy ông nói là bao nhiêu bên này ta? Mấy sào? Hơn 7 sào đất quý vị các bạn. Đây. Chàm không. Quá wow, xin chào luôn. Ranh đất đây hả? Chứ là con đường này là con đường đi không có phút chín thì nó. Nó mới đường làng vậy hả? Hỏi đó là con đường chính nhưng mà cho anh ta không đi nè, anh coi rồi con đường này, anh quay con đường này hiện tại luôn, con đường này. Đó, hiện tại là nó con đường quy hoạch con đường đây. Đường chính này, khu dân cư ở đây. Trước là nó đi chơi rồi là con đường chính do người ta mở con đường dưới kia rồi nên người ta đi con đường kia không đi đường này nữa. À. Nên giờ cây cỏ nó mọc luôn. Ồ, nguyên cái đám tràm rộng ghê. Đây quý vị các bạn cuối đất à. Đây mình nhìn lên nè. Nhìn lên là à, có cái view núi nè. Đẹp không? Đó trên hồi nãy trên cái nhà nãy mình đi xuống á. Ha. Trên nhà nãy mình đi ra. Sâu ghê. Chiều dài sâu quý vị các bạn. Tập theo ranh đất. Đây cái vườn cây liễu. Bảy sào thì quý vị các bạn làm trang trại thì hết ý ha. Làm trang trại, làm vườn thì tuyệt vời. Rồi, chắc mình đi ra đây chứ bên đây cũng cây cối rồi không quý vị các bạn. Đó, thì các bạn hình dung ha. Đó, từ bên cái hàng cây bạch đàn cao cao này qua cái hàng rừng cây tràm. Đây con đường quy hoạch nè anh. Con đường quy hoạch nãy mình đi nè, nãy mình coi trên app nãy kia đúng không? Con đường quy hoạch nó từ đây. Ừ. Nè đây, nó nãy mình thấy con đường đỏ không? Nó đi qua đây. Ừ. Để tôi về tôi chút hồi mình bay live cam đi, rồi mình về mình đây đây nó quay ra nè, con đường đi nãy thẳng này nè, đó, con đường nãy mình đi nè, nó đang làm nè, tới đây nè, nó là thông qua đây luôn nè, đây qua đây luôn. Này khu dân cư này sát con đường tràm này là khu dân cư. Bên kia là khu dân cư. Điện đó anh thấy không? Ừ. Đó là khu bên cái trụ cao đó là bưu điện hả? Là trụ điện á. Đó sát đây dân bên đó. Có trụ sóng à, trụ sóng cao cao à. Chút bay lên cho các bạn dễ hình dung. Là con đường này
đông nè, nó mở rồi ra thông. Trong năm nay dài ra ha, chiều sâu vô là 7 mấy mét hả? Hơn 150 mét. À, chiều sâu vô 150 mét. Đúng rồi, nãy giờ mình đi hơi bị mệt luôn ha. Từ đây mí đất này ra cái con đường tạm hồi nãy vậy các bạn ha. 100 mấy, 7 sao đất. Hình chữ nhật đẹp. À, quý vị các bạn xem tiếp cái phần sau sẽ rõ hơn về cái vị trí miếng đất này trên bản đồ cũng như là trên livecam quý vị các bạn nha. Ngay cái ghim đỏ là cái vị trí của cái miếng đất trên bản đồ Google Maps quý vị các bạn nha. Đó, thì trong đoạn đầu chúng ta xem thì đây là cái này là cái đường hẻm chúng ta đi vô nữa quý vị các bạn. Đây nè. Đó, thì mặt tiền miếng đất là nó từ đây nó kéo dài qua bên đây ha. Thì tầm trong cái video thì quý vị các bạn thấy đó, tầm 40 mét mặt tiền ha. Ở đây nó sâu xuống tới 100 mấy chục mét. Đây, xuống tới cái bìa phía dưới này các bạn. Không, đó, lên đây. Đây, đất hình chữ nhật. Ở đây là con đường cũ nè. Con đường cũ thì trong quy hoạch nó sẽ mở con đường lớn hơn lên tới trên này nè quý vị các bạn. Đây ha, chỗ này nè, đó, nó đi xuống con đường cũ này thì đất của mình sẽ có hai cái mặt tiền. Một mặt tiền bên này và một mặt tiền bên này. À, đây trên đây thì con đường này nó cũng sẽ đi xuống nữa quý vị các bạn. Ha, à, cũng sẽ đi xuống dưới đây. Đường giống như được bàn cờ, ở trên này nó cũng có con đường nè, thấy chưa? Đó thì từ cái miếng đất của mình qua hết cái lô đất này thì nó sẽ đến cái hồ nước. Đây, để zoom lại cho quý vị các bạn xem cái vị trí tổng thể nè. Đó, ở đây là những cái hình là cái hồ quy hoạch khu du lịch ha. À, của cái công ty cổ phần Đại Nguyên nè. Đây là cái hồ du lịch sinh thái nè. Đó, bên này là khu dân cư rồi, quý vị các bạn thấy không? Đó, bên này là khu dân cư rồi. Bên này thì cũng có người ở. Đây nè, ha, xung quanh cái miếng đất của mình hiện trạng ở đây là cái những cái trang trại vịt mà trong tương lai người ta sẽ di dời hết mấy cái trang trại vịt này đi quý vị các bạn. Đó, đây là khu dân cư ha. Những con đường chính, đường này thì đi cặp ra đây ha, rồi hoặc đi xuống cái con đường 44B này. Đó, đường này đi qua bên Lộc An được nè quý vị các bạn. Đó, đường này nó đi qua bên khu Long Hải, Phước Hải, Lộc An. Đó, đó, nó thuộc cái địa phận của xã Tam Phước quý vị các bạn ha. Bên đây là tới đây chút xíu thôi là khu dân cư rất là đông nè. À, vì các bạn thấy cái chỗ vị trí đất của mình đến đây không? Đó, ở đây là khu dân cư cực kỳ đông ha. À, ra đây ra ngãi ra khu trung tâm. Ra trung tâm của huyện Long Điền quý vị các bạn. Đó, tổng thể ha. À, các bạn xem tiếp cái phần livecam thực tế ha.